Quý Bảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Ba Con Ngươi Cảnh Giác. Ở bật mí nho nhỏ cho quý vị là trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tình huống khó bỏ lỡ. Đó có thể là các thủ đoạn trộm cắp tinh vi hay các tình huống giao thông tưởng chừng như hy hữu nhưng lại xảy ra nhàn nhạt hàng ngày. Để từ đó thì mọi người có thể chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày. Vì thế mà quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Hãy cùng với Nguyên Bảo chúng ta đến với các tình huống khó bỏ lỡ sau đây. Quý vị ơi, buôn bán kinh doanh cũng lắm nỗi muộn phiền nha, vì rất là dễ gặp phải các vị khách không mời mà đến. Với phương thức thủ đoạn lợi dụng việc chủ tiệm tạp hóa nghỉ trưa, làm việc nhà, các bàn tay nhám đã giả vờ mua đồ và lợi dụng thời cơ thích hợp để ra tay trộm tài sản. Điển hình như là tình huống mà Quý Bảo sắp nói đến ngay sau đây. Vào cửa hàng để mua đồ, người đàn ông đã có pha hô biến sữa siêu tinh vi. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết tình huống này để chúng ta nâng cao tinh thần cảnh giác nhé. Vụ việc xảy ra tại phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo camera tiệm tạp hóa ghi lại cho thấy, thời điểm này có một nam thanh niên vào cửa hàng lửa mua đồ. Những lúc người bán không chú ý, thanh niên này đã nhanh tay lấy lon sữa giấu vào gáy trong người và tẩu thoát nhanh chóng. Toàn bộ hành vi trộm sữa đều được camera an ninh ghi lại rồi nhé bạn thanh niên gì đó ơi. Từ tình huống này thì cũng mong rằng là bà con của chúng ta cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và bảo quản tài sản. Buổi trưa nếu như mà có nghỉ ngơi thì cần phải đóng cửa hoặc là bố trí người trông coi hàng quán, lắp đặt hệ thống camera giám sát có chuông báo động để an tâm hơn. Không chỉ có tiệm tạp hóa đâu, mà ngay cả tiệm game cũng không nằm ngoài tầm ngắm của các bạn tay nhám đâu cho quý vị. Điển hình như là tình huống mới xảy ra tại Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi. Diễn biến vụ trộm mang tính bức xúc cao xảy ra tại tiệm game ở phường Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Trích xuất camera có thể thấy thời điểm này có một thanh niên vào tiệm để chơi game. Quan sát thấy vị khách ngủ quên ngay trên bàn máy tính, thanh niên này đã ngồi bên cạnh chờ cơ hội nhanh tay lấy điện thoại giấu vào túi rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Đúng là giấc ngủ mang tính thiệt hại cao đúng không ạ? Vị khách trong tiệm game vừa rồi đã bị trộm điện thoại mà không hề hay biết. Không chỉ có điện thoại mà các tài sản có giá trị khác cũng nên chú ý cảnh giác nha bà con ơi. Trộm bây giờ là bất chấp không gian thời gian, nếu như mà có cơ hội là ra tay hành nghề ngay. Khi mà chúng ta tham gia giao thông thì có rất nhiều những tình huống khó ngờ và khó đoán nha quý vị. Quý Bảo lướt một vòng trên các trang mạng xã hội thì thấy là các bác tài chia sẻ rất nhiều những tình huống giao thông đã được camera hành trình ghi lại mà không khỏi thót tim. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi các tình huống này để trên mỗi dặm đường gần xa chúng ta càng kỹ lưỡng hơn để an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh nhé. Vụ việc được camera giám sát nhà dân ghi lại vào buổi trưa cho thấy tại ngã ba Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định. Thời điểm này xe hơi màu đỏ rẽ trái qua đường, nhưng khi qua được nửa đường, tài xế lại dừng lại. Có vẻ do chủ quan mà xe tải ở hướng buông góc đi tới đã không giảm tốc độ dẫn đến va chạm. Rất may đã không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng. Trong một tình huống giao thông thoát tim khác xảy ra tại thành phố Hải Phòng, theo đó, người phụ nữ đi xe máy đã vượt qua xe có camera hành trình. Tuy nhiên, khi vừa vượt qua, hai người đi xe đạp thì bắt tài xe máy bị dứt binh, nên dẫn tới té ngã ra đường, rơi vào gầm xe tải khá nguy hiểm. Quý Bảo thấy là trong tình huống giao thông vừa rồi xảy ra tại Hải Phòng thì nguyên nhân vụ việc là do kỹ năng kém của người phụ nữ điều khiển xe máy. Khi mà dùng cả hai chân để chống mà không sử dụng thắng chân, nên khi gặp tình huống bất ngờ chỉ sử dụng thắng tay nên dễ dẫn đến té ngã. Kinh nghiệm khi tham gia giao thông là các bác tài nên chọn một trong hai phương án. Một là chúng ta dừng hẳn chờ an toàn thì mới sang đường. Hai là thấy an toàn rồi thì mới qua đường hoặc là vượt xe khác một cách thật dứt khoát. Sự ngập ngừng, thiếu dứt khoát khi mà xử lý tình huống trong giao thông là rất nguy hiểm nha các bác tài ơi. Trộm vặt bất kể ngày đêm, chỉ cần thấy tài sản của người dân để hớ hên là kẻ gian sẵn sàng hành nghề nha quý vị. Ngày hôm qua thì chú tổ trưởng dân phố mới kể là mất một cái thùng rác trước nhà. Còn cô Tám ở gần đó thì bị mất trộm hai cái bóng đèn treo ở phía trước cổng. Bởi vậy ta nói trộm vặt bây giờ nó hành động lộng hành dữ lắm luôn quý vị ơi. Quý vị cẩn thận giùm Nguyên Bảo nha.
Theo camera an ninh nhà dân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại cho thấy, giữa thanh thiên bạch nhật, một người đàn ông đã thản nhiên tới nhà dân đinh luôn cây thang của chủ nhà và không thèm xin phép một tiếng nào. Còn tại Bạc Liêu, vào ban đêm canh lúc người dân đi ngủ, hai thanh niên đã có màn phối hợp song kiếm hợp bích đinh luôn cây dù phía trước nhà của khổ chủ. Ghi nhận tại Bình Định, một vụ trộm ở tiệm tạp hóa, khi thanh niên chạy xe giả vờ tới mua đồ nhưng lại quan sát thấy người dân sơ hở và nhanh tay đinh thùng bia ra xe bỏ chạy. Tình trạng trộm bạc diễn ra ở nhiều nơi, thậm chí là nhiều người quá lo sợ nên trồng cây cũng không dám trồng, nuôi chó nuôi mèo cũng không dám nuôi luôn. Chưa kể là đạo chích thấy chủ nhà sơ hở là vào trộm luôn cả những tài sản có giá trị lớn. Và thực tế là nạn trộm cắp vặt đã gây ra rất nhiều những hệ quả đáng tiếc và thiệt hại lớn. Ví dụ như là trộm kính chiếu hậu của xe ô tô, xe máy, cắt cáp truyền thông, trộm sắt thép, xi măng của công trình. Bởi vậy, bà con chúng ta nên chú ý cảnh giác và cảnh giác thật thật nhiều trong cuộc sống của chúng ta nhé. Quý vị thân mến, tình huống vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác ngày hôm nay. Nguyễn Bảo mong rằng là từ những video của chương trình thì sẽ giúp cho mọi người chủ động phòng ngừa hơn trong đời sống hàng ngày. Và để không bỏ lỡ các tập phát sóng của chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác, quý vị có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì Nguyên Bảo xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.